Nó hai mẹ con Huyền đi dạo các bạn. À nó chạy sao nào? Sao chạy lên dốc nổi con, dắt lên đi. Mẹ đi. Ở hành vui lắm à. Làm sao vui? Mẹ, mẹ tên chút xíu nữa. Nãy ở bên nhà Huyền á, đi xuyên qua có cái rừng nhỏ nhỏ và đi dạo thoải mái lắm các bạn. Các bạn coi trong rừng mà hoa cỏ nè, hoa tím đây đó, hoa mọc hai bên đường dễ thương ha, đó, dễ thương không, rất là nổi không con, ngầu lắm. Thôi để mẹ giúp cho, để mẹ giúp. Mùa hè ở bên đây khí hậu mát mẻ lắm các bạn, trong lành lắm, cây xanh rồi nè. Đó. Dẫn cho ảnh đi dạo chút xíu mấy em, ra ảnh không có đi học quá, rồi anh Hùng cũng đau không có đi nên ở nhà không à. Với hôm qua bên Huyền trời mưa nguyên ngày luôn. Chạy đi, chạy từ từ đi con. Đó. Huyền thích ở nơi là sao biết các bạn, cứ trội nè, mấy cây này nè nó đẹp nhìn nhưng mà hình như là nó độc quá nha, độc lắm luôn á. Hôm bữa Huyền thấy báo đăng á, ở Na Uy á, xa xa á, là nó có một cái mảng xanh vậy nè các bạn, có những cái rừng nhỏ nhỏ để cho dân người ta đi dạo á. Ở đây người ta thích đi dạo, đi bộ á, cho nên con nít ở đây các bạn biết không, nó đi bộ giỏi lắm. Giống như hồi đó tôi Huyền về Việt Nam á, đi Phú Quốc chơi cũng vậy nè. Ở cái resort đó thì nó cách xa phố chút xíu, nó có cái đường để đi bộ lên đó ha, mà nhà Huyền không ai đi nổi hết các bạn. Ở bên Việt Nam Huyền thấy đi bộ dở lắm, tại vì ở bên đó Huyền cũng biết mình bước ra đường là mình chạy xe Honda à ha, chứ mình đâu có đi bộ như bên đây, cho nên là đi chút xíu ai cũng thở quá trời thở luôn. Mà Alex ở đây đi giỏi lắm, đi mấy cây số tỉnh queo luôn. Đi con, đó chạy nhóc giỏi chưa. Hồi lúc mà Huyền mới qua đây Huyền cũng đâu có đi bộ nổi các bạn, từ từ mới quen á. Chứ mới qua Huyền cũng đi cà lết luôn, đi không nổi. Đó, ở trên đây là trên cao các bạn, nhìn qua những dãy nhà bên kia ở trên đây trên núi á. Đó, nhìn ra cái view đẹp lắm. Hôm nay Huyền quay, Huyền đi, Huyền cầm cái tay bằng cái điện thoại tay thôi, cho nên có thể nó hơi rung rung á. Hello các bạn. Bên hai bữa nay Huyền không có quay cái gì hết ha, tại vì bên Huyền trời mưa các bạn. Trời mưa rồi ở trong nhà không có cái gì để làm, chỉ có nằm trùm mền thôi. Với hôm nay nè, trời các bạn thấy cũng hơi có mây nè. Giờ Huyền ra vườn. Với lại anh Hùng ảnh cũng còn đau á, thì Huyền thấy có nhiều bạn gửi lời hỏi thăm anh Hùng, Huyền cảm ơn nhiều nha. Ảnh cũng còn đau á các bạn. Giờ Huyền ra cái vườn Huyền chút nè. Hôm qua nguyên ngày bên Huyền mưa ha, hồi sáng này cũng mưa một chút, chuyển mưa thôi, nhưng mà bây giờ thì nó nắng rồi. Các bạn coi hôm nay cái hoa này nó bự muốn bằng cái mặt Huyền luôn. Đó, bự chưa, càng ngày càng bự các bạn. Trời, trong đây không biết bao nhiêu cái bông mà nói nha ha, nhiều bông lắm nè các bạn coi nè, trong đây nè. Đó thì bây giờ bên Huyền trời nó cũng hơi nắng nắng, cỏ nó mọc quá trời kìa. Huyền định cắt nhưng mà anh Hùng nói thôi để mai anh khỏe khỏe ra anh cắt cho có thể dục luôn. Nó đây nữa nè các bạn coi nè, nó mọc cũng nhiều ha, cao lên rồi. Huyền mới xin được một chút rau nhấp cá các bạn. Thì bây giờ Huyền lên Huyền trồng. Nó phình nước ra coi. Mấy cái này nó cũng nổi dai dễ sợ các bạn. Bí của Huyền à, nó cũng leo ra được chút rồi ha. Đây nè, mấy cái hoa này nó cũng mọc quá trời luôn. Huyền định cắt á, nhưng mà anh Hùng mới nói thôi để mai anh cắt. Thì thôi, ổng muốn cắt thì để mai ổng cắt.
các bạn coi salad của Huyền á, hổm rài á, bên Huyền trời mát mà nó mưa cho nên nó cũng lên đó các bạn. Đây nè, đó salad tím ha, với lại salad xanh cũng lên được chút chút nhưng mà nó bị mấy con ốc nhỏ nhỏ ăn quá các bạn. Đây nè, ốc ở dưới này quá trời luôn á. Cái cây gì su hào của Huyền mà cũng có một cái hoa nở rồi. Dễ thương không? Hôm nay nó tròn lên nè. Mấy hôm rài không ra coi các bạn, cà của Huyền nó ra trái rồi nè, thấy không? Đó, ra trái nè. Bên đây nữa nè. Ồ, vậy Huyền mua nhầm cái cà này, cà chu bi nữa hả ta? Nhỏ xíu mà các bạn coi gà bông quá trời luôn. Đây bắp cải của Huyền nó cũng xay bắp rồi hết các bạn nè. Ba cái bắp cải đó là Huyền ươm á. Cây chính giữa nó xay bắp. Thấy không? Nó to rồi đó. Chút xíu Huyền cũng nhổ ba cái cải này dục luôn cho rồi đi. Để Huyền trồng lại cái mới các bạn, làm đất Huyền trồng lại ha. Đây. À, Huyền cho các bạn coi mấy cây dâu của Huyền ở đây nè. Ý là Huyền nói Huyền không có đào lên đó các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nó nhỏ không? Nó không có nhảy ra, nó cũng sơ sát nhưng mà nó cũng có trái nè. Mặc dù nó cũng có trái nha, nhưng mà nó không có tốt bằng mấy cái chậu Huyền đã đào lên, Huyền cắt xong rồi, cắt rễ xong rồi trồng xuống lại ha. Đó, đây nè, cũng có trái đó, nhưng mà không có bằng mấy cái chậu kia. Cái này là Huyền để yên nó hồi năm rồi, đến năm nay luôn á. Đây cây, cây đào của Huyền đây, trái cũng nhiều nè các bạn thấy không? Nó cũng rụng bớt, nó rụng bớt á chứ nó không có đậu hết ha. Đó, đây cây hoa hồng hôm nay đây nó cũng nở được thêm vài cái nữa các bạn. Đây nè, đẹp chưa? Đó, rồi cái hoa này các bạn hôi, cái nào cái nấy nó to gớm lắm, nó to như cái chén ăn cơm của mình luôn á, mà cánh của nó trông xếp 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 đẹp ha, nó giống như cái hoa mẫu đơn các bạn ha, nó tựa tựa vậy á, nó đẹp lắm. Cái hoa hồng này Huyền trồng cũng được mấy năm mà năm nay là nó tốt nhất á, mấy năm trước nó bị mấy cái con bọ xanh đeo á các bạn, năm nay thì không có. Đây cây ớt này của Huyền hôm nay nó cũng ra bông nhiều hết các bạn ha. Đó, năm nay Huyền trồng ớt nó lùng lùng không à. Ớt này Huyền lấy hột Huyền gieo đại mà cũng không biết là loại ớt gì luôn á. Dễ thương ha. Đó, tí tô này là Huyền ăn được 3 đợt rồi ha, 3-4 đợt gì rồi á các bạn. Còn cái này là rau này cải thìa nó cũng không có được lớn lắm ha. Bao nhiêu thôi chắc hồi chắc Huyền cũng thu hoạch cái này luôn á. Hôm nay quay vườn rau cho các bạn coi nha. À, mấy cây cà tím của Huyền thì nó cũng có bông rồi. Còn cây này hồi đó Huyền ươm nhiều lắm, hình như nó cũng là ớt chuông á các bạn. Đó thì Huyền thấy nó cũng có hoa nè. Đây, ở đây Huyền có cây ớt chuông nè, nhìn lá nó vàng vàng vậy hết các bạn, nhưng mà nó có trái nha. Đó, các bạn thấy trái chưa? Cưng ha, nhỏ xíu à. Cái cây này không biết, mình nghĩ không biết là có trái rồi, nó có đeo nổi cái trái không nữa. Cái cây nó có chút xíu 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 rồi các bạn. Con pha đầy cái bình đó rồi mới đem đi tưới, chế đầy cái bình đó. Đó, ở đây Huyền có một cây ớt nè, ớt ăn phở nè. Ngộ lắm sao Huyền trồng sao mà nó nhỏ xíu không à, mà nó có trái ha. Đó. À, cái trái nó nằm ở trong đây các bạn. Đó, cái trái nó cũng hơi bự bự rồi nè. Đó. Nhỏ xíu à, nó lùng khoảng tấc rồi các bạn. Khoảng hơn tấc rồi. Các bạn thấy nó chưa cao bằng cái mặt của cái thùng này, thấy không? Ngộ. Mà Huyền trồng ở trong đây hai cây.
Đây ngò của Huyền đây. Ngò này Huyền hôm bữa anh Hùng đi qua bên nhà ba rước ba đó, rồi cái chị hai của anh Hùng cho Huyền hạt ngò này, ngò của Việt Nam ấy các bạn. Đó. Trời, ngò Việt Nam ương cái mùi nó thơm gì đâu luôn á, Huyền mới ngắt thử nè. Hôm bữa Huyền ương cái hạt ngò kia Huyền mua ở trong mấy cái tiệm kia các bạn. Cái cây lên nó cứng ngắt à. Nó nhờ được không các bạn? Còn cái chậu quế này của Huyền á, cắt ăn xong rồi bây giờ nó lên quá trời luôn, đã gì đâu luôn á. Nè, nó tốt dễ sợ luôn á. Vậy cái bầu cũng đâm tròn quá, để Huyền coi coi cái trái kia nó có đậu không hay nó héo rồi. Ủa, thấy nó không lớn là biết nó không đậu rồi các bạn. Còn nó mà đậu á, nó nhanh lắm. Các bạn biết sao không? Nó lớn dùng dục luôn. Thấy không, cái trái dưới nó bị vàng rồi nè. Cho nên là Huyền sẽ nhấc bỏ nó ha. Không để cho nó đeo trên cây, nó mất sức cái cây của mình. Đây nè, mấy cái mà nó vàng như vậy Huyền cắt bỏ hết, để nó đeo cây nó mất sức á, mất sức cái cây của mình á. Mấy cái tược không cần thiết Huyền cũng bứt luôn. Đó, bỏ luôn cho cái cây nó tốt. Dưa leo của Huyền nó cũng lên trái rồi nè. Có trái rồi các bạn. Trái to nè. Đợt này Huyền trồng dưa leo chuột á, trái dưa leo nhỏ. Có mua cái cây trái dài nữa nhưng mà nó chết á. Rồi mấy hôm trời anh Hùng vậy rồi đó, cho nên là tụi Huyền cũng không có đi mua thêm. Huyền thấy thôi năm nay chắc Huyền trồng nhiêu đây thôi. Với lại Huyền ra đây Huyền lấy bao đất Huyền vô, Huyền vô gốc lại cái cây tắc á các bạn. Cây tắc của Huyền bây giờ nó cũng đã trái, nhưng mà tự nhiên đất nó xốp á, giống như là rễ nó ăn hết đất rồi. Bây giờ Huyền sẽ lấy cái bao tay với cầm bột đất đem vô trồng. Các bạn coi ớt của Huyền nè, Huyền đem ra đây nó không có lớn luôn á. Còn mấy cây trong nhà kiến thì nó lớn ha, còn mấy cây ngoài này thôi Huyền thấy nó đều đẹp. Mà thôi kệ nó đi. Với lại mấy cây cà của Huyền thì nó cũng đang ra bông, nó đang cho bông nhiều nè các bạn. Đó. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ đem cái chậu này ra các bạn coi, ngộ lắm. Đất của nó tơi lên ha. Giống như nó đất của nó không có còn chất nữa các bạn. Bây giờ Huyền sẽ đem ra Huyền à. Vô đất nó lại đây nè, nó ra trái nè các bạn thấy không? Trái á. Mà cái mùi tắc này nó thơm á các bạn, cái lá, ủa cái hoa của nó thơm, dễ sợ thơm luôn á. Thơm hả? Nè con hửi thử coi thơm không? Lấy hửi thử coi, nè cái bông đây nè. Thơm. Thấy không? Ngộ lắm, nó thơm mùi lạ lắm các bạn. Lạnh không con? Lạnh không? Lấy lạnh không mà, lấy bận quần tà lỏng, lấy đi ngoài. Trời sụp nắng thì nó cũng hơi là lạnh đấy các bạn. Trời ơi, cái bông xanh nó thơm lắm, ngộ lắm các bạn ơi. Cái nó hửi lại. Nè, con hửi đây nè. À, lấy hửi rồi, lấy nói thơm không? Lấy nói cô chú nghe coi. Thơm à, ho gì bây giờ hửi coi. Cái mùi thơm lắm, ngộ lắm. Cái đó nó nước kìa nè. Cái đó nó nặng lắm. Nó không được. Cái này hả? Thôi đừng có đổ ra con, cái nước đó nó sình trong đó không à. À đúng rồi, đổ ra ngoài nó. Ừ, đổ ra ngoài. Đổ cá. Các cây tắc này mình mua cũng 2 năm mới các bạn, mới cho trái nhiều lắm. 2 năm rồi. Rồi mua hồi năm rồi, với năm nay nữa là 2 năm. Bây giờ mới cho trái con nhất hết nè. Nó trái đá, nó trái cá mà lúc nào trốn đá rồi. Vậy hả? Thấy, đổ hết cái cá rồi đó. Ừ, mẹ, mày coi thủ đi. Ừ. Trái tới ghê lắm. Ừ. Để mình làm lại. Tao lấy một cái đèn. Tao lấy một cái đèn. Tao không sáng. Tao thích. Tao lấy cái này. Cái này chắc nữa mình cũng phải mua cái chậu lớn hơn để mình dời nó ra. Tại vì cây nó càng ngày càng lớn. Ừ. Ở đây đây. Đi đây cho mẹ. Đó, trái nè các bạn. Trái nhiều lắm nha. Đó ở dưới đây nè. Các bạn thấy không đây nè. Đó, bên đây nữa.
Ở trong đây thì cái cây này Huyền cũng không chưa có bỏ phân gì hết ha. Để chút xíu Huyền hốt vài cái hột phân gà Huyền bỏ vô cho nó. Nó đang cho trái nè, cho nó có chất chút ha. Đó. Bên đây nó nghe các bạn nhiều lắm, nhiều lắm. Đây nè. Đó. Alex sắp có tắt uống nữa rồi. Má, má ăn cái cát á. Cái cát hả? Alex mới đổ ra đâu? Đó. Đó hả? Ôi trời ơi, Alex làm dơ dữ. Mày à. Mai mà giúp Alex xúc đi. À, ở đây Huyền à, hai cái cây này của Huyền hình như là cây ớt chuối á các bạn. Ớt cà chua. Nãy cái này gọi là cây ớt chuối không? Cây ớt chuối ha. Cái không phải cà chua không? Dạ, cái đó là cà chua. Thì à, năm nay nè Huyền gieo mấy cái cây này, Huyền lấy hạt á, Huyền gieo đại á, thì bây giờ nó lên nè. Cải xoăn của Huyền á thì ở đây nó cũng tốt nè. Cái chậu này của Huyền nó sung với sợ chưa, trái nhiều lắm. Đó, chậu tắc ha. Có muốn mầm bé không? Trái em bé hả con? Thơm á. Thơm ha. Nãy hai mẹ con Huyền mới hái cả đống dâu ăn nữa các bạn. Dâu nó chín nữa nè. Chín nữa? Ờ, nó chín quá trời luôn á. Ừ. Chút nữa tới. Dạ. Tới thì có nhiều dâu nữa. Dạ. Với mấy cái chậu trên đây cũng vậy nữa nè. Cho các bạn coi nè. Nó cũng chín nhiều lắm ha. À, thì Huyền thấy có chị hỏi Huyền á là dâu của Huyền á có bỏ phân không ha. Thì hồi lúc Huyền trồng tới giờ Huyền chưa có bỏ phân các bạn. Với lại Huyền thấy nó chín liền liền á, Huyền không dám bỏ phân. Tại Alex nó ra nó ăn, nó cứ hái nó ăn liên tục á. Thường á thì Huyền kỹ, ví dụ như cái nào Huyền mà bỏ phân rồi từ 1 tuần sau đến 2 tuần thì Huyền mới thu hoạch ha. Cho nên là dâu ở đây nè nó chín liền 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 liền. Xong rồi Huyền cũng không dám bỏ phân, sợ Alex nó ăn không biết có gì không. Mặc dù là Huyền dùng phân organic ha, chứ không có dùng mấy cái phân hóa học khác. Đó. Thì tại thấy Alex nó ra nó hái ăn liên tục hoài, cho nên là Huyền cũng không dám bỏ phân luôn, sợ á. Nó đang rình con ong á. Con mà đó mà bé đó. Đó đó. Chỉ là loại mèo ở trong nhà mà chị cũng lanh dễ sợ dễ dữ á, chị bắt con này con kia hoài luôn á. Bắt con kia nữa. Dạ. Thì thôi Huyền tạm biệt các bạn tại đây nha. Hẹn các bạn vào những clip sau ha. Bye bye.